có một câu nói cũ trong khoa học thần kinh các tế bào thần kinh dẫn truyền cho nhau sẽ kết nối với nhau điều này có nghĩa là bạn càng chạy nhiều mạch thần kinh trong não thì mạch đó càng trở nên mạnh mẽ hơn đây cũng là lý do tại sao như người ta vẫn thường nói thực hành làm cho hoàn hảo bạn càng luyện tập dương cầm nói một ngôn ngữ hoặc tung hứng thì những mạch đó càng trở nên mạnh mẽ hơn các nhà khoa học đã biết điều này trong nhiều năm tuy nhiên ngày nay các nhà nghiên cứu tìm hiểu một phần khác của sự thật để học một thứ gì đó điều quan trọng hơn cả việc luyện tập là khả năng mở ra hoặc phá vỡ các kết nối thần kinh cũ đây được gọi là các tỉa khớp thần kinh đây là cách nó hoạt động bộ não của bạn sẽ tự làm sạch khi bạn ngủ bạn đã bao giờ cảm thấy não của mình căng đầy thường là khi bạn học một điều gì đó mới hoặc bắt đầu một công việc mới hoặc một sở thích chưa Vâng, nó có thể chỉ là. Khi bạn học được nhiều điều mới, não của bạn sẽ xây dựng các kết nối, nhưng chúng không hiệu quả, là các kết nối đặc biệt. Bộ não của bạn cần phải loại bỏ rất nhiều kết nối đó và xây dựng các con đường hợp lý hơn, hiệu quả hơn. Nó làm điều đó khi chúng ta ngủ. Khi bạn ngủ, các tế bào não của bạn co lại tới 60% để tạo không gian cho những người làm vườn nhanh nhẹn đi vào và lấy đi chất thải. Đó là cách họ cắt tỉa các khớp thần kinh. Bạn đã bao giờ thức dậy sau một đêm ngon giấc và có thể suy nghĩ rõ ràng và nhanh chóng chưa? Đó là lý do tại sao. Nó giống như chạy phân mảnh trên máy tính của bạn. Đây cũng là lý do tại sao những giấc ngủ ngắn rất có lợi cho khả năng nhận thức của bạn. Một giấc ngủ ngắn 10 hoặc 20 phút mang lại cho những người làm vườn microlian của bạn có cơ hội bước vào loại bỏ một số kết nối không sử dụng và để lại không gian để phát triển những mối liên kết mới. Suy nghĩ với một bộ não thiếu ngủ cũng giống như đột nhập vào khu rừng rậm bằng một con dao rửa. Nó mọc ung tuần, chậm chạp, mệt mỏi. Suy nghĩ trên một bộ não được nghỉ ngơi tốt cũng giống như bạn đang lang thang vui vẻ qua công viên trung tâm, các con đường rõ ràng và kết nối với nhau ở những điểm riêng biệt, cây cối ở đúng vị trí, bạn có thể nhìn thấy phía trước của bạn. Nó đang tiếp thêm sinh lực. Đây là cách bạn có thể kiểm soát những gì sẽ bị xóa khỏi não. Đó là các kết nối khớp thần kinh mà bạn không sử dụng được đánh dấu để tái chế. Những thứ bạn sử dụng là những thứ được tưới nước và cung cấp oxy. Vì vậy, hãy lưu tâm đến những gì bạn đang nghĩ đến. Nếu bạn dành quá nhiều thời gian để đọc các lý thuyết về sự kết thúc của Game of Thrones và rất ít trong công việc của mình, hãy đoán xem khớp thần kinh nào sẽ được đánh dấu để tái chế nếu bạn cãi nhau với ai đó tại nơi làm việc và dành thời gian để suy nghĩ về cách trả đũa họ chứ không phải về dự án lớn đó kết nối thần kinh của bạn sẽ trở thành một siêu sao với những âm mưu trả thù nhưng lại là một nhà sáng tạo kém cỏi những gì bạn tập trung vào sẽ chiếm ưu thế bạn thực sự tạo dựng tâm trí của mình bằng cách chọn những gì bạn chú ý đến tất nhiên bạn khó có thể kiểm soát những gì xảy ra với mình trong suốt cả ngày nhưng bạn có thể kiểm soát mức độ ảnh hưởng của nó đến bạn để cụ thể hơn bạn có thể chọn cái gì ảnh hưởng đến bạn và xây dựng các kết nối thần kinh của riêng bạn thay vì tập trung vào những thứ kìm hãm bạn hãy tập trung vào những thứ khiến bạn trở thành một con người tốt hơn thay vì tưởng tượng ra những viễn cảnh rất có thể sẽ không bao giờ xảy ra hãy thiền định hãy giải tỏa tâm trí của bạn Hãy mang tâm trí của bạn đến ngay bây giờ và sử dụng năng lượng tinh thần của bạn cho những điều có lợi cho bạn. Nó thực sự là một trò chơi chiến lược. Bạn cần phải sử dụng đầu óc một cách thông minh để trở nên thông minh. Chống lại sự cám dỗ của những thứ không có lợi cho bạn, đó là điều khiến bạn trở nên thông minh. Để xóa một cái gì đó, đơn giản dừng suy nghĩ về nó. Ngay cả khi bạn được nhắc nhở hãy thay đổi trọng tâm và sự chú ý của bạn không sớm thì muộn nó sẽ được đánh dấu để tái chế